toàn rau thịt, rau câu, dưa hấu nha. Em đã để trong tủ lạnh khoảng 5 tiếng, bây giờ mát lạnh rồi, nó đông lại, nó mát lạnh rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt ra và mình thưởng thức thôi. Đây nha, mình cắt ra ha. Mình cắt dọc cái miếng dưa hấu. Cái thịt này mình dùng được rất nhiều món cả nhà. Ui, đẹp chưa? Đây. Nhìn đỏ âu ha. Cái phần thịt này mình dùng được rất nhiều món. Bây giờ mình dùng để mình ăn chơi gì cũng được nè, hoặc là mình dùng thịt này để mình làm trà sữa, hoặc là mình dùng thịt để mình ăn với gì quên mất tiêu rồi, tự nhiên mình nói mê quên rồi. Sữa chua cũng tuyệt vời luôn. Đây cả nhà. Rồi lần lượt mình sẽ cắt từng mảnh từng miếng một. Đẹp. Rất đẹp luôn và không hề xúc ra luôn. Mình làm cái màu lên đẹp, ăn mát, dai là thành công. Rồi, giờ em sẽ lần lượt để lên nha. Mình hấp dẫn quá ha. Đây là phần thịt chưa hấu. Phần này mình để bên đây đi. Rồi bây giờ phần thịt này mình sẽ dùng để mình ăn, hoặc là mình dùng để mình ăn với sữa chua. Cảm ơn cả nhà đã xem clip Bếp Việt Official nha. Cả nhà ơi, xem clip nếu mà thấy thích, thấy vui, cả nhà bấm chú em nút subscribe nha. Rồi kế bên cái chuông, ấn nhẹ cái chuông, hoặc là cả nhà có thể bấm nút like và share cho tất cả mọi người cùng xem, để chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui thích nấu ăn nha. Cảm ơn cả nhà, em thử nha. Rất là mềm. Cảm ơn cả nhà đã xem. Ôi này đẹp hơn nè. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh Bếp Việt Official. Đây là món thạch dưa hấu. Chụp đi coi. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà. Để làm món sữa chua dưa hấu, giờ em sẽ cho phần sữa chua vào nhé. Mình dùng một hũ sữa chua có đường hoặc là không đường thì tùy theo khẩu vị của các bạn. Rồi một hũ sữa chua. Sau đó cái phần thạch dưa hấu mình sẽ cắt hạt lựu hoặc sợi sợi ha. Sau mình cho lên trên mặt mình làm topping. Rồi một ly sữa chua dưa hấu mát lạnh. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức sữa chua dưa hấu. Vị sữa chua béo ngọt cùng với vị thịt dưa hấu. Tuyệt vời. Hay quá. Cả nhà hãy cùng em thử làm những món ăn gia đình này nha. Sữa chua dưa hấu, vừa ngọt vừa mát lạnh luôn, có vị chua chua nhẹ nhẹ. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Bếp Việt Official. Cảm ơn các bạn, bye bye.